Tôi chữa bài hôm trước nhá. Chúng ta tiến hành tạo một cái form này, sau đó chúng ta tương dựa vào dưới cái sẽ table đúng không? Đó cũng không có gì đâu mà. Rồi chờ một chút để tôi xem cái bài này nó là cái gì đã. Theo. ID này, product name này, image, price, thêm một cái TH nữa để chống. Rồi. Ở trang của chúng ta tôi đổi tên file thành cái index.html nhé. Đây, file của chúng ta chỉ có như này thôi, ban đầu là như này đúng không? Một cái sau này tôi sẽ viết thêm cái form để ở trên. Và ở đây tôi sẽ có một cái phần là gồm ID sản phẩm này, product name, image, price đúng không? Bằng này thứ đúng không? Giờ bắt đầu làm nhá. Tôi chữa nhanh thôi, xong sau đấy chúng ta sẽ sang phần mới của chúng ta. Và các bạn có thể hỏi han cái gì ở đây thì hỏi. Thì đầu tiên tôi tạo một cái form này. Form này không có action gì cả. Tôi đặt cho cái form này một cái ID là bằng product trừ form. Không có method, method gì cả. Tôi để ở đây là no validate. Rồi. Bởi vì chúng ta dùng Bootstrap cho nên tôi sẽ code luôn cái form của Bootstrap vào đây. Chúng ta sẽ có như sau. Đầu tiên tôi tạo một cái class là côn trừ md trừ 6 cách côn trừ md trừ offset trừ 3. Đây chúng ta sẽ có một cái div có class là bằng là form group. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái label, label form product name và product id đúng không? Vid là bằng product ID input time text. Rồi. Time number. Bỏ cái name này đi, chúng ta sẽ có quên cái name này là PID value rỗng. Chúng ta sẽ có một cái step min. Min bằng 1 đi. Base holder là bằng value mặc định là bằng 0 rồi đây. Min bằng 0, min bằng 1, value mặc định 1. Place holder là product ID. Cái ID input này sẽ có cái class là bằng form trừ control. Duplicate lên. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái product là name đúng không? Product name. Thì tôi để cái ID là pname. Name. Chúng ta không có value cho nó và min sẽ bằng là không có min, text thì không có min. Name. Tiếp theo này là đến product image. P image name bằng P image luôn. Không có và. Rồi. Còn product price nữa đúng không? Price. Value để rỗng này. Value và min tôi bỏ đi. Product price. Number này, product image chúng ta phải để là text. Product name cũng để là text. Rồi bây giờ chúng ta coi, đây là cái form của chúng ta. Được chưa? Còn thiếu một cái button shape nữa đúng không?
đây là form group này, đây có tôi có text center này, không có label, không có input. Chúng ta sẽ có đây một cái button type bằng là button, có class là bằng btn, btn trừ succeed, cách btn trừ save, đây là save xuống, duplicate button này lên, chúng ta sẽ có type là clear, reset chứ. Reset button là danger, bỏ cái btn save này đi. Chúng ta sẽ có một cái text là cancel. Đây là cái form của chúng ta. Bây giờ tôi yêu cầu là mỗi một lần chúng ta điền dữ liệu ở đây thì nó sẽ phin thẳng cái product mới vào trong này, đúng không? Và khi chúng ta sẽ có bấm cái nút update này thì dữ liệu ở trên cái field này sẽ vứt lên đây. Được chưa? Vậy chúng ta làm nào? Đầu tiên chúng ta phải làm cái việc là tạo sự kiện cho cái thằng sếp này để nó lấy được toàn bộ thông tin của cái form này đã. Được chưa? Nhưng mà trước đấy rồi tôi đã nói nó giống như cái giỏ hàng. Ở chỗ là chúng ta cần phải có một cái mảng để chứa toàn bộ thông tin của những cái phần tử, của những cái sản phẩm. Thì chúng ta làm nào? Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái là list product bằng một mảng rỗng này. Xong chưa? Sau đó chúng ta khi mà document ready rồi, chúng ta sẽ có cái sự kiện là tạo một cái sự kiện là cho cái class là btn-save.onclick. Và có một cái function ở dưới này. Đó. Mỗi khi button này save, chúng ta sẽ tiến hành như sau. Chúng ta thu thập thông tin, toàn bộ thông tin từ form bằng cách là lấy bằng ra bằng cái var pro, nó sẽ bằng thông tin từ form này có cái ID là bằng cái form gì? Product form đúng không? Bằng cái ID of product form chấm value này, chấm van, cứ test thử xem có đúng không? Debugger thử nhá. ID 1 này, product name là Coca Cohead, ví dụ thế. Một cái ảnh Coca Cola. Lấy cái chai này đi. Rồi, Coca Cola Company. Rồi, nhét cái link ảnh vào đây. Giá là 20 đô. Bật cái này lên, bật cái developer tool này, bấm vào save. Không được rồi, chờ tôi chút để tôi lấy ra cái giá trị của product đã. Jquery get form data. Đây rồi. Serialize. Chúng ta sẽ có cái này. Serialize array. Đây chúng ta có hàm này. Chúng ta sẽ có cái form này chấm serialize array. Test tiếp. ID 1 này, Coca Cola product image bằng cái này. Price là 20, xếp xuống. Chúng ta có cái pro là bằng đây, nó là một cái mảng. Có cái name và cái một cái object trả về mỗi field của chúng ta là một cái object, ID là bằng cái value này. P name bằng value Coca Cola các thứ kiểu này, được chưa? Đó. Là chúng ta có thể lấy được hết toàn bộ thông tin của cái form này đúng không? Chúng ta sẽ làm tiếp. Đó là đây các bạn hoàn toàn có thể làm cách này hoặc làm cách như sau này. Chúng ta sẽ có ở mỗi cái này. Đây này các bạn thấy để ý ở trong này nó có những cái là name bằng PID, pin name bằng pname này đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể làm cái việc như sau. Pro này nó sẽ bằng một cái object, bằng một cái đối tượng này. Đối tượng này sẽ có ID, nó sẽ bằng cái đô la của cái input có cái thuộc tính name bằng PID.van phải duplicate thằng này lên mấy lần nữa. Đây là name này,
đây là image, image, đây là price, đây là p name, p name, đây là p image, đây là p price chấm van. Sau đó tôi đặt debugger ở phía dưới. Rồi, xem. Viết text linh tinh vào đây tạm thời nhé. Rồi, chúng ta sẽ có cái object pro. Nó chứa đầy đủ thông tin luôn đúng không? Lấy hết. Sau đó sao? Sau đó chúng ta sẽ check. Chúng ta sẽ có cái hàm như, cái đoạn như sau. If cái list pro, tức là cái danh sách sản phẩm của chúng ta chấm len nó bằng 0, thì chúng ta sẽ đơn giản là list pro chấm push, push cái object kia vào cái pro của chúng ta vào. Xong. Sau đó chúng ta còn xử lý thêm nhé. Sau này sẽ còn xử lý thêm cái trường hợp mà list khác len khác không này, rồi thì là sản phẩm này có trong cái list pro này chưa, thì chúng ta sẽ tiến hành update. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là gọi một cái hàm, là chúng ta sẽ tiến hành call một cái hàm là hàm draw list, ví dụ thế chẳng hạn. Gọi một cái hàm draw list. Lưu ý cho tôi cái hàm draw list này chúng ta phải viết ở ngoài, mỗi thế thôi. Cái hàm draw list chúng ta phải viết ngoài cái document ready. Biết vì sao? Vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta ấy, sau này khi mà chúng ta gọi đến cái hàm này này, thực ra cái hàm này chúng ta viết trong này cũng được, nhưng mà nên viết ở ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì sau này ví dụ như chúng ta có những cái hàm mà gọi, ví dụ on click cho cái button ở trên này này, on click cho button là ví dụ reset này, thì chúng ta call đến cái hàm mà chúng ta viết ở phía trong cái document ready này, thì tức là code HTML của chúng ta ấy, sẽ gọi đến cái hàm đấy trước khi cái hàm ấy được viết, được định nghĩa ra. Bởi vì ở đây chúng ta có một cái là document ready mà, thì là tất cả các thẻ HTML của chúng ta phải là sẵn sàng xong hết rồi thì nó mới định nghĩa ra cái hàm là draw list này. Được chưa? Cho nên là chúng ta nên viết những cái hàm xử lý logic ở phía ngoài. Đây chúng ta viết là function draw list. Các bạn để ý này, cái list pro tôi cũng viết ở phía ngoài document ready này. Thấy không? Cái list này nó phải tồn tại trước khi mà cái đoạn này được sử dụng. Được chưa? Ví dụ tôi ném cái thằng này xuống tip dưới này, có chạy không? Chạy sao được, nó sẽ báo ngay là list pro này chưa được định nghĩa, thì chúng ta không thể nào mà push vào được. Được chưa? JavaScript nó có cái trình tự là bất đồng bộ như vậy. Cho nên là các bạn dùng hãy cẩn thận khi mà tạo hàm. Được chưa? Đặc biệt là những cái hàm được côn từ cái việc là chúng ta on click hay là những cái sự kiện xảy ra cho những cái thẻ HTML. Được chưa nhỉ? Đó. Draw list này chúng ta rất là đơn giản, chúng ta có một cái biến var bằng list content, nó sẽ bằng string rỗng này. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một vòng for i bằng list pro chấm len i cộng cộng. Chúng ta sẽ có list content cộng bằng backslash đúng không? Chúng ta sẽ ở đây chúng ta có cái gì? Đây chúng ta lại giống như bài trước, là có một cái thẻ TR này. Trong thẻ TR này có một cái thẻ là thẻ TD này. TD này. Quang đi TD ở đây lấy ra cái sản phẩm đầu tiên là cái thông số đầu tiên là cái ID đúng không? Nó theo chiếu theo cái TH ở phía trên này. TH ở phía trên này đúng không? Chúng ta sẽ có cái đầu tiên là cái ID, thì chúng ta sẽ có đô la đóng mở ngoặc nhọn này. Đây là list ở vị trí ID chấm ID này, duplicate lên chấm name, tức là chính là cái này, sau đó chấm là image, image chấm price. Nhưng mà cái image nó đặc biệt, nó là phải nằm ở trong cái thẻ gì? Thẻ image. Và cái này nó phải nằm ở trong thuộc tính src của cái image đấy đúng không? Chúng ta sẽ phải viết cái image ở phía trong này. Src nó bằng cái đoạn này, và chúng ta set width cho nó. Hình như có width ở phía trên của cái TH rồi đúng không? Đây width 100 đây rồi. Rồi xong. Và chúng ta sẽ có một cái TD nữa ở trong này. Nhưng mà TD này sẽ chứa hai cái button. Button
Size bằng button, button đi. Ở đây là có một cái sự kiện là on click thì sẽ gọi đến một cái sự kiện khác là update. Update nhưng mà phải truyền vào đây. Truyền vào đây cái list pro. List pro ở vị trí thứ y.id. Được nhá. Sau đó chúng ta có một cái chữ là update ở đây. Tất nhiên cái này vẫn có class như bình thường. Class nó sẽ bằng btn cách btn trừ info đi. Cách btn trừ sm cho nó bé bé chút. Ở dưới này chúng ta cũng sẽ có thêm một cái nữa, button nữa. Là button là danger. Btn sm đây là hàm remove. Take ở trong này cũng là remove. Tất nhiên khi mà gọi này chúng ta phải có hai cái function là phải nằm ở phía ngoài này. Function update nhận cái tham số là ID. Chúng ta console.log ra đây cái ID đó. Chúng ta duplicate lên và sửa cái này thành button là remove. Xong. Test cái. À chưa xong. Xin lỗi các bạn. Đây là mới tạo TR thôi, chưa nhét vào trong cái thẻ T3D đúng không? Thì chúng ta sẽ là phải làm cái việc tiếp theo như sau. Đó là xác định cái thẻ T3D này chấm remove để xóa hết nội dung ở phía trong đi đúng không? Sau đó tôi duplicate cái T3D này lên và tôi sẽ sử dụng cái hàm là append. Hàm append và nhét cái list content vào trong này. Được chưa? Chúng ta xem nhé. Coca Cola product image bằng cái này. Để vào đây. Price là 20 này. Xếp xuống. Ồ lỗi rồi. Unexpect identifier. Draw list. À tôi viết sai. Viết sai chính tả của cái từ function. Function. Mình xem ở dưới này có sai. Dưới không sai. Reload lại. Coca Cola image file là 20. Ừ. Ra ông chạy. Để coi xem vấn đề là gì. List pro.lang. Đúng rồi nhỉ. TR sinh ra TR đúng rồi nhá. Button bắt tiếp đúng rồi nhá. Và tại sao nó không ra? Tại sao T3D? Chờ tôi một chút để tôi check. Đô la T3D. Có mà. ID target. Thử xem nào. Sinh ra TR rồi nhưng bây giờ không append được vào đây. Target. Append list content. Xong được nhỉ? Chờ tôi một chút, tôi test lại xem nào. Image này 20. Deep này. Table này. TH. Ồ. Không ra không ạ? Không ra. Tại sao lại không ra? Chờ chút này tôi đặt debugger vào đây. Xem là vấn đề của nó là cái gì.
gọi hàm draw list này thì sẽ có list content bằng cái này này. Sau đó là t3d remove target bằng là empty chứ. À đây ra rồi. Tôi viết sai hàm. Remove là xóa bay nó đi luôn. Cho nên là nó không còn cái gì để append. Rồi ok, bây giờ sẽ ra. Dùng sai hàm, xin lỗi các bạn. Kéo xuống này. Product name bằng là Coca-Cola. Product image bằng cái này. Product price là bằng là 20. Nhét xuống. Bỏ qua đây. Chúng ta sẽ có cái ảnh như này. Được chưa? Bây giờ tôi thêm một sản phẩm khác nhá. Product ID bằng 2 này. Đây là bằng Panda đi. Hệ thống của tôi bán cả gấu. Ai có nhu cầu mua gấu thì liên hệ tôi. Đây không? Gì đây? Đây không? Panda này, tôi nhét cái ảnh con panda vào đây. Con này là 2 triệu. Gấu trúc cơ mà. Lại teo rồi. Why? Why? What the fuck? Tại sao? Tại sao lại thế? Bấm đây này. Bây giờ có pro bằng cái gì? Pro bằng cái này. Hai này. À đây, pro.lang. Ngu. Nãy là pro.lang bằng 0 thì push vào, nãy tôi đặt cái điều kiện này sai. Làm lại nhá. Bây giờ chắc chắn được. Đấy phải test thì mới biết được. Đây là Coca-Cola này. Nhét ảnh vào đây, price là 20 này. Xếp một cái này. Đây là con gấu trúc đúng không? Con này là con 2 này. Panda này. Ảnh này. Con này là 2 triệu. Được chưa? Thích bán thêm con gì đó? Thì đó. Bây giờ tôi làm cái xóa luôn nhá. Làm xóa thì nó nhanh hơn. Còn việc update thì các bạn tự đi mà update đấy. Được chưa? Update khó vậy cơ. Rồi ok, làm update và làm xóa luôn nhé. Đây. Khi mà bấm update này, khi chúng ta bấm update nó sẽ côn đến cái hàm update đúng không? Chúng ta lấy được ID. Test cái 1 được chưa? Test cái nữa 2 được chưa? Xong chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ là cần phải lấy thông tin của cái thằng, của cái đối tượng này vứt lên trên cái form để chúng ta update được. Chúng ta làm nào. Chúng ta sẽ có, chúng ta có hàm mới. Cái function get product index chuyển vào đây là cái tham số ID. Yeah. Chúng ta sẽ có vòng for của y nhỏ hơn không, y nhỏ hơn list pro. Đó, y list pro này chấm len. Sau đó chúng ta sẽ có cái đoạn if list pro listpro.y.id bằng tuyệt đối với cái ID truyền vào thì chúng ta tiến hành là break luôn và chúng ta tiến hành là return cái số y. Nghe xong đây là tìm cái index của cái đối tượng có ID như này truyền vào trong cái listpro. Được chưa? Chúng ta có cái gì ở đây? Chúng ta có update ID này, chúng ta sẽ có là và index nó sẽ bằng cái get pro product index truyền cái biến ID kia vào trong là chúng ta lấy ra được cái index này đúng không? Còn đây là chúng ta sẽ có đây chúng ta sẽ có và exist bằng false. Nếu mà ở đây chúng ta sẽ set cái existed là tồn tại sẽ bằng true. Rồi chúng ta sẽ có là if existed bằng true thì return cái y
else return trừ 1. Yeah. Chúng ta sẽ có cái index bằng cái này thì nó sẽ chỉ là if này. If index khác trừ 1 thì chúng ta sẽ làm cái việc như này này. Sẽ làm cái việc là đi copy lại cái mớ này. Đây. Copy lại cái mớ này. Rồi, các bạn xem tôi làm như nào nhá. Một thằng. Hai thằng. Ba thằng. Bốn thằng này. Bây giờ nhưng mà set van. Van là bằng list pro ở vị trí thứ index.id. Tiếp theo thằng này, tiếp theo thằng name đúng không? Là bằng cái van.listindex.name. Tiếp theo là listProIndex.image. Và thằng này là listProIndex.price. Mỗi thế thôi. Xem nhá. Nghịch ngu thế nhỉ. Toàn làm kiểu này cho nên là làm rất là dài. Chúng ta chưa có DB cho nên làm khá là vất vả. Này có mỗi thế thôi. Còn L nếu mà nó bằng trừ 1 thì chúng ta không làm cái hành động gì cả bởi vì cái ID nó không tồn tại. Test cái này. Toàn là 20. Xếp xuống này. 1 luôn. Rồi có rồi nhá. Bây giờ tôi tiến hành clear. Clear cái form này đi được chưa? Yeah, bây giờ tôi bấm vào đây. Lỗi. Thinh. Ôi giời ơi. Toàn bị mấy cái lỗi vớ vẩn. Mất thời gian. List pro ID. Làm lại. Coca Cola image product file là 20. Xếp xuống này. Bây giờ tôi clear cái này đi nhá. Thì bây giờ tôi update thì cái thông tin của cái sản phẩm nó sẽ lên đây nhá. Update. Đó. Lại bị lỗi gì đó. Mẹ. Cay thật. Chờ tôi chút. Update này. Ồ. ID này bằng 1. Chờ tôi đi nhá. Tôi check tiếp cái hàm ở dưới này. Update này, phone này, ID bằng 1 này, list pro ở vị trí ID này bằng đấy. Chờ chút để tôi check lại xem nó là cái gì. Update này, bằng for đầu tiên này, rồi là list pro. Rồi, list pro ở vị trí thứ y bằng này. ID nó ở đây là string. ID của nó ở đây là string. Mà chúng ta so sánh tuyệt đối với ID truyền vào nó là number. Cho nên nó khác. Bỏ một dấu bằng đi thì sẽ được. Rồi, tắt đi sẽ được ngay bây giờ đây. Vậy cứ để list pro nhé, không thì lấy cái ảnh thực tế đi. Rồi. Clear. Được chưa? Đẩy lên này. Xong chưa? Cancel này, đẩy lên này, tôi thêm sản phẩm khác nhá. Panda đúng không? ID bằng là 2. Đây là con Panda. Product image. Price là bằng nhiều số 0 à. Được chưa? Bây giờ tôi update này, Coca. Update là Panda. Xong chưa? Được chưa? Bây giờ tôi làm cái hàm save update nhá. Thì làm nào? Cực kỳ dễ. Ở đây chúng ta đang có cái hàm là hàm khi mà save xuống on click thì lấy được cái product đúng không? Xong chưa? Giờ làm gì?
cực kỳ đơn giản. If chúng ta sẽ có cái var index, nó sẽ bằng get product index, truyền cái pro.id vào trong. If index bằng -1 thì chúng ta sẽ có là list pro.push vào pro này. Sản phẩm mới mà. Chưa tồn tại cái này thì là sản phẩm mới đúng không? Chưa tồn tại cái ID này trong cái list pro của chúng ta là sản phẩm mới đúng không? Được chưa? Tiếp theo, else tức là nó tồn tại rồi. Đúng không nhỉ? Nó tồn tại rồi. Thì chúng ta làm việc gì? Đố biết. Thay thế toàn bộ thông tin của cái đối tượng ở vị trí index kia bằng thông tin mới. Bằng cách như thế nào? List pro ở vị trí thứ index.name có thay ID không? Thay làm gì ID? Nó sẽ bằng mà không cần thay như này luôn được. Index nó sẽ bằng cái pro luôn. Này được, thay toàn bộ luôn, thay hết. Thế là xong, nhá. Test nhá. Lại phải thêm sản phẩm. Hơi bị cay đấy. ID 1 này, Coca-Cola image product price là bằng 20 này, xếp xuống xong này. Bây giờ có một cái mới là panda này. Product image là bằng con gấu. Product price xếp xuống này. À đúng không? Tôi thay 1 mà. Tôi giữ nguyên ID mà. Cho nó bị thay đi này. Nghịch ngu nhưng mà lại đúng. Được chưa? Bây giờ tôi cancel đi này. Tôi thêm product ID bằng 2. Tôi sửa lại thành con Coca-Cola. Product image bằng cái này. Price là 200. Được chưa? Cứ ID chưa tồn tại ở dưới cái danh sách này thì chúng ta sẽ thêm mới. Tôi thêm một cái nữa bằng 3 này. Được chưa? Xuống luôn này. Tôi update thằng này nhá. Update thằng 3 này nhá. Chuyển sang thành Mirinda đi. Đây. Đây, video. Đây là Mirinda. Giá là 19. Được chưa? Không nhập. Xóa khó không? Hả? Làm kiểu gì? Xóa kiểu gì? Nhưng mà dùng cái hàm gì để xóa? Surprise. Được chưa? Đây, bài này nó cực kỳ đơn giản, chẳng có cái vẹo gì. Bây giờ làm được khoảng nửa tiếng. Hết. Đây là tôi còn sai tùm lum ấy. Đúng không? Cực kỳ dễ. Rồi nhá, tôi sẽ đẩy code lên. Nay chúng ta sẽ sang bài mới. Rồi xong. Bài mới lên rồi đấy nha. Nay chúng ta sẽ sang một phần tiếp theo về ngôn ngữ PHP, là một module mới của chúng ta. Chúng ta sẽ có xử lý như sau. Chúng ta xong, đến đây là tạm thời xong về cái phần giao diện front end của cái chương trình. Chúng ta xong module 1. Với JavaScript, HTML, CSS thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được một website hoàn chỉnh luôn. Tuy nhiên, cái website này nó chỉ mang tính chất là hiển thị thôi, đúng không? Kể cả bây giờ tôi bê toàn bộ nội dung từ cái bài 1 cho đến bây giờ tôi up lên web, tôi up lên hosting, tôi chọn cái domain về đấy, các bạn cũng có thể là truy cập được vào và từng trang một nó link với nhau bằng hai cái link bằng cái A, thì nó cũng là một website. Nhưng mà cái website này các bạn sẽ không bao giờ thay đổi được nội dung của nó. Ví dụ, tất
nhiên là có thể thay đổi được bằng bằng cái trò này, nhưng mà mỗi một lần các bạn thấy tôi làm khổ, mỗi một lần thay muốn test một cái chức năng nào đấy lại phải refresh, xong rồi bắt đầu là lại trên sản phẩm lại từ đầu, đúng không? Và còn cái này còn dễ, cái này chúng ta còn có khả năng làm được nhé, đúng không? Chứ nếu mà chúng ta có thêm một cái nội dung mới tương tự như thế này, nó chỉ khác khác một chút thôi, chúng ta muốn thay đổi, ví dụ cái form này tôi không thích để là product name nữa, đúng không? Tôi để là animal name chẳng hạn, đúng không? Ví dụ cửa hàng của tôi là bán động vật, bán chó mèo đi, tôi không để là product name nữa, tôi để là animal name. Các bạn thấy thế được cái đấy không? Không. Mà các bạn phải tạo ra một cái file HTML mới và upload lên hosting, đúng không? Chúng ta phải làm cái việc đấy. Ngoài ra nếu mà với HTML này các bạn không tương tác được với người dùng, chắc chắn là không tương tác được với người dùng, là các bạn là hoàn toàn là phải chỉ có xử lý trên một page này thôi. Người này không thể biết được người kia, ví dụ một bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh, một đứa ở Hà Nội, hai người không thể nào mà biết được người kia làm cái gì, không biết được. Đó, đây là gọi là marketing, hiểu chưa nhỉ? Thì chúng ta cần cái logic để khi chúng ta làm web thì nó là như thế này. HTML cần bật slide. Tôi thì tôi hay giảng chay, em không chơi slide. Ok, nó đi. Đọc cái hình đó rồi. Sao lại nhầm tiêu đề à? Client server. Ơ, sao bài này ngắn vậy nhỉ? Ok được rồi. Bên đây không phải slide tôi soạn. Check lại, tí nữa check lại cái bài giảng xem như nào. Đấy nhá, mỗi một người dùng chúng ta một cái máy tính này, các bạn dùng trình duyệt đúng không? Thì mỗi một cái máy tính thì chúng ta gọi là một cái client, một cái máy khách. Thì bây giờ ấy, khi các bạn truy cập vào một website ấy, thì thực tế ra nó gửi một cái yêu cầu, hay gọi là cái request lên một cái con máy chủ. Cái máy tính là cái nơi thứ đấy, nó gọi là cái server đây chữ R rồi nhé, không phải chữ B đâu, hiểu không? Server thì trên cái server này này nó sẽ tùy thuộc vào cái yêu cầu của các bạn là cái gì, nó sẽ dùng code backend để nó trả về cho các bạn, nó respond, nó trả cho các bạn một cái view, một cái giao diện HTML, CSS và JS tương ứng với cái yêu cầu của bạn gửi lên, thấy chưa? Nhưng mà nếu mà các bạn chỉ code server ở trên này bằng HTML, CSS không, nó vẫn trả về, nhưng mà cái web trả về là vẫn tích, nhá? Chúng ta không tương tác được. Web động chỉ khi và chỉ khi cái server này nó làm việc với cái thứ gọi là cơ sở dữ liệu. Và mỗi một lần chúng ta thay đổi cái yêu cầu cái gì đấy gửi đến đây thì cái code, cái con server này bằng cái ngôn ngữ backend nó tương tác với cơ sở dữ liệu, tùy thuộc vào các bạn là ai, nhu cầu của các bạn là gì, nó lấy dữ liệu từ dưới này nó trả lên, sau đó cái thằng server này vẫn là code backend, nó xử lý cái dữ liệu trả ra cộng với yêu cầu của bạn, nó sẽ quyết định được trả cho các bạn cái giao diện trông như thế nào. Thì đây người ta gọi là cái mô hình client, server. Và có cái mô hình này thì nó mới sinh ra được web động, được chưa? Và để sinh ra được cái khái niệm client server thì nó phải có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là ngôn ngữ phía frontend HTML, CSS để tạo thành cái view, được chưa? Cái view là cái giao diện web các bạn nhìn thấy ở đây. Cái thứ hai, cái cuối đây là cái đầu, đây cái cuối này. Cái cuối của chúng ta là cơ sở dữ liệu, đúng không? Chúng ta giao ở module sau, ngay tới đây thôi, sau cái module PHP cơ bản này, chúng ta sẽ có cái cơ sở dữ liệu hay gọi là database. Cái database thì nó có rất là nhiều loại, Oracle này, MySQL này, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, đủ các thứ rất nhiều, đúng không? Thì cái đấy nó là cái cơ sở dữ liệu, nó giúp chúng ta là lưu trữ dữ liệu của hệ thống mạng,
và cái phần này nó là toàn bộ cái máu cũng như là bộ não của hệ thống mình, được chưa? Còn cái thằng cuối cùng, cái thằng ngôn ngữ back end này, nó là một cái thằng trung gian, nó là trung chuyển giữa yêu cầu của người dùng và với cái cơ sở dữ liệu. Sau đó nó trả về cho các bạn một cái giao diện khác để các bạn tiếp tục tương tác xong lại gửi yêu cầu lên. Đây nó là thành một cái vòng tuần hoàn, được chưa? Đây gọi là khái niệm client server của chúng ta xây dựng web trên cái mô hình này đó. Hiểu mô hình không? Bây giờ xong tạm thời dừng tí đây nhá, tiếp tục nói đến cái phần còn lại của chúng ta đã cốt front end rồi. Là đời chúng ta sẽ học ở phần tới. Phần này chúng ta sẽ học về back end. Vậy cái back end là cái gì? Ngôn ngữ back end là cái gì? Back là cái gì? Sau ngôn ngữ back end tức là những cái ngôn ngữ mà các bạn không nhìn thấy đâu. Ví dụ HTML các bạn có thể inspect cái màn hình này, các bạn nhìn thấy code HTML đúng không? Thậm chí là CSS nhé, nhìn thấy không? Nhưng mà code back end các bạn không thể nhìn thấy được khi mà truy cập được vào một trình duyệt như này. Không bao giờ nhìn thấy. Bởi vì cái ngôn ngữ đấy nó chỉ nhận yêu cầu và nó thực hiện xử lý logic cộng trừ nhân chia ở trên server. Cộng trừ nhân chia như thế nào, sau đấy nó sẽ trả ra cho các bạn. Nó return ra một cái giao diện bao gồm HTML, CSS, JS. Chứ các bạn không bao giờ nhìn thấy code backend ở trên này. Được chưa? Đấy là một khái niệm về ngôn ngữ backend. Và cái ngôn ngữ backend ấy, nó có sức mạnh nhiều hơn, nó có nhiều quyền lực hơn so với cái thằng HTML, CSS, JS này. Ở chỗ nó tương tác trực tiếp với phần cứng của server. Nó tương tác trực tiếp với phần cứng của server. Nó có thể tắt server, bật server, hay thậm chí là tạo thư mục mới, nhận file từ người dùng lưu xuống ổ cứng vật lý của server, hay là bất kỳ cái gì cũng được. Được chưa? Đấy là sức mạnh của ngôn ngữ backend. Thì ngôn ngữ backend của chúng ta có những cái loại nào? Các bạn đã học rồi. Các bạn học nhiều ấy. Java học chưa? C học chưa? C cộng cộng học chưa? C sharp, PHP sắp tới học này. Đó. Python, Ruby, rồi thì Node.js. Một rổ, còn nhiều lắm. Còn nhiều cũng nữa, Pascal, Cobol, VB.net, cực kỳ nhiều. Và cũng chẳng có ai biết hết bằng này nữa đâu. Nhiều thì nhiều, tùy thuộc vào cái yêu cầu của hệ thống và yêu cầu của cái công ty nó phát triển thì nó sẽ dùng một cái ngôn ngữ nào đấy. Tất nhiên mỗi ngôn ngữ nó sẽ có những cái ưu và nhược điểm khác nhau. Nhưng mà nói tóm lại, những cái thằng rồi người ta gọi đấy là ngôn ngữ backend. Và sức mạnh của nó, ý nghĩa của nó như thế nào thì nó là kích rồi. Thế nhỉ? Toàn như bọn nhìn không thấy đứa nào ghi chép cái gì. Thế em giỏi. Được mỗi vần. Cầm cái bút cũng biết có chép không. Được chưa? Không nhá. Bây giờ này, chúng ta sẽ đến với cái việc. Đây là PP này. Tôi giới thiệu qua về sức mạnh của PP. PP là gì các bạn tự đọc nhá. Tôi không thể thích đâu. Còn nói về lịch sử của nó thì tôi nói cả buổi không hết được. Các bạn đọc qua về cái khái niệm của PP đi. Sau đó chúng ta sẽ đến để dành thời gian chúng ta chèm nó sau. Bây giờ chúng ta làm cái việc này cho tôi. Các bạn cài ứng dụng SAM. SAMPP. Có ở trong máy chưa? Bạn nào chưa có giơ tay. Trong cái này có vẻ có hết rồi. Rồi ok, tốt. Có start nó lên, bật nó lên chưa? Bật nó lên, các bạn bật nó lên đi. Cài á, lưu ý một cái lưu ý duy nhất cho khi cài thằng SAM này. Đó là các bạn tiến hành là cài nó ở ổ khác cái ổ C ra. Các cái ổ C ra. Để sau này khi chúng ta cài hệ điều hành thì nó không bị bay mất. Được chưa? Nó cài nó ở các ổ C ra. Bật nó lên chưa? Bật thằng SAM lên chưa? Bật lên. Rồi ok, start lên được chưa? Bật hết đi, bật lên trên màn hình hết của tôi sao? Bật cả Apache, cả MySQL. Tất nhiên chúng ta chưa đọc đến MySQL nhưng mà cứ bật nó lên.
Được chưa? Đây này, đây này. Còn nữa, có bạn nào không start được không?
vẫn không được đúng không? Sửa rồi đúng không? Lưu chưa? Rồi ok, xong. Còn ai không? Hai người, rồi. Còn ai nữa không? Tiếp tục này, ba người, rồi. Tiếp tục này, làm cái bước tiếp theo thôi. Lại bấm vào đây. Lại bấm config này. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái là cái gì HTTP SSL đúng không? Tìm cái nào có cái chữ SSL config. Bấm vào đấy. Nó sẽ ra một cái nữa. Cũng giống như cái ở trên. Nhưng mà các bạn kéo lùi xuống dưới thì nó sẽ có một cái cổng là 443. Nhìn thấy số 443 đấy không? Sửa cái số 443 thì 445, 447 hoặc 449 tùy các bạn. Sửa thành một trong những cái cổng đấy. Tôi thì hay để làm 449. Được chưa? Sửa. Lưu lại, start lại, xem có được không? Thấy không? Thằng cái chạy chưa? Đã sửa lại cái error chưa? Được chưa? Nếu mà còn không được nữa thì chỉ có dọn ăn đầu thôi. Không có kỳ bản sống đấy à? Đây à? Được chưa? Nếu mà hai cái này còn không chạy được nữa thì cài lại hệ điều hành luôn. Tôi nói thật đấy. Tôi nói thật đấy. Được chưa? Xong. Xong chưa? Tiếp tục này, cái ông mà vừa chuyển sang ổ đây ông cài lại sang ổ khác đó rồi chứ không cài lại nhá, chứ không phải là con đi bếp đâu. Gỡ nó ra xong cài lại cho tôi. Được chưa? Tiếp tục này. Nào tiếp tục nghe. Tiếp tục này. Bỏ cái phần bên này. Nào tập trung vào đây. Tập trung vào đây. Ở cái phần bên này nó có một cái là explore. Đúng chưa? Bấm vào đấy. Nó sẽ mở ra cái thư mục là sam của ổ C, sam đúng không? Hay là ổ D, E để sam của các bạn đúng không? Trong đây các bạn tìm cho tôi cái thư mục tên là HT đâu? Tìm tôi cái thư mục HT đâu? Được chưa? Xong chưa? Xong hết chưa? Rồi. Cái nhớ cái này cực kỳ quan trọng này. Cái HT đâu? Là cái chỗ chứa cốt PHP của chúng ta. Được chưa? Cứ hiểu là nó là nơi chứa cốt PHP của chúng ta, cốt của chúng ta phải đặt ở trong này thì nó mới dịch. Được chưa? Đặt ở chỗ khác nó không dịch. Sau này tôi có thời gian tôi hướng dẫn các bạn đổi thư mục về sau. Được chưa? Cứ tạm thời hiểu tôi là cái cốt PHP của chúng ta phải đặt trong này thì nó mới chạy. Còn không đặt trong này là cứ đi. Xong chưa? Xong chưa? Rồi nhá, bây giờ tiếp tục này. Các bạn nào có lát cắm hết dây mạng không? Cần dây mạng cứ cắm ra. Có chỗ cắm thì cắm, không có chỗ cắm thì mua tiền. Cứ cắm mà. Cắm vào sử dụng mạng dây. Không chưa? Nhận chưa? Tiếp tục. Ở trong thư mục HT đó này, các bạn tạo cho tôi cái thư mục tên là lesson hoặc là L14 đi. L14 trong cái HT đó này, tạo thư mục L14. Sau đó các bạn tạo tiếp cho tôi một file là tên là index.html. Rồi ở trong file index.html này viết tên bạn rồi đấy. Viết tên mình rồi đây. Thấy chưa? Đừng bảo không biết viết, nhà tôi đọc cho đấy. Nhá.
trong cái file index.html này viết tên mình vào đây. Tôi biết là bạn viết đi đây. Xong hết chưa? Trừ cái thằng ăn ở còn ai có vấn đề gì không? Mở trình duyệt cho tôi, gõ vào trình tự URL trên kìa.
10 chấm bao nhiêu nữa? 252 chấm 116 chấm 132 cái chọn 2.8080 sược L14 có vào nhanh đấy có vào thứ L rồi 10.252.116.3132 2.8080 sược L14 đây là bảng dây ờ, bảng dây thì có còn ai không có bảng dây thì thôi kìa Lâu có thể chỉ là nhìn khác nhau à? Như đây là cả giữa 22 phiên đầu xin có dụng 22 không có, không có wifi à? Hả? Có wifi rồi rồi, thế rồi, lại nhá, xin lỗi rồi, ok xin lỗi, xin lỗi là không có wifi, là không có mạng dây là lại cái IP khác văn đây là V6 V4 dưới này đây đây các bạn cắm dây mạng nha 192.168.1.1.40 có cổng không? Không sườn L14 đúng không? Đó đi cái wifi thì chơi wifi thì đứa nào có wifi thì lấy IP của mình cho nó lại đi chưa? Nào, các bạn dùng dây mạng này có nhìn thấy chữ Anh Văn không? Không nhìn thấy chữ Anh Văn chứng tỏ là có sai được không? Tôi chắc chắn với các bạn luôn, đúng không? Ra Anh Văn đúng không? Được chưa? Tiếp theo Anh Văn này, Anh Văn cô cắm mạng dây đâu mà già? Già. Sao vậy là 1, 4 là 14 các bạn? Đúng sai thì dẫn nào? Cãi cái đài. Anh Văn này, nào nào từ từ bình tĩnh tí các bạn sau. Tiếp tục này. Tiếp tục này, bây giờ anh Văn nhá. Sửa cái file lên đấy. .html chuyển thành là .php. Chuyển xong rồi. Đổi tên à? Đổi đuôi thôi. Đổi tên file thành .php. Được chưa? Rồi. Sau đó ở trong đấy có code như này. Hỏi chấm là quên nhầm. Echo đô la gạch dưới get name có code ở trong cái file pp như này. Các bạn còn lại cứ ngồi yên đó, cứ thông thả được chưa? Không nhờ các bạn khác này, các bạn có mạng dây này vẫn là giữ nguyên cái sườn 14 này. Vâng, các bạn vẫn giữ nguyên cái sườn 14 này. Thêm cho tôi là cái hỏi chấm nên bằng tên của mình. Hỏi chấm nên bằng tên của mình rồi đấy. Ông có phải có hát đâu. Tôi chỉ bảo mình nó thôi. Nên bằng tên mình rồi đấy. Chấp nhận có dấu. Dấu.
Còn cái Internet mà chúng ta vẫn vào hàng ngày, ví dụ vào Google, vào Facebook ấy, nó chẳng qua là một cái mạng LAN có cái scope là toàn cầu. Bây giờ, mỗi con server sẽ được cấp một cái địa chỉ như thế này. Tất nhiên là 0.192.168 cái gì đấy. Bây giờ, và mỗi con server sẽ được cấp một cái địa chỉ IP. Và khi mà chúng ta có cái domain ấy, ví dụ vào amnet.vn, thực ra đây là một cái tên miền. Tên miền thì nó chỉ là đại diện cho một cái domain nào đấy mà thôi, à một cái hosting, à một cái con server nào đấy mà thôi. Nó trỏ về, thấy chưa? Nó trỏ về con server này và nó tiến hành chạy giống như y hệt cái máy của bạn anh Văn đang làm bây giờ, thấy chưa? Đấy nó chính là cái mô hình internet. Còn tất cả các thành phần truy cập vào mạng wifi ấy, thì trước hết khi mà để các bạn chạy được thì các bạn phải check lại xem là cái mạng của chúng ta có cùng một mạng hay không, thấy chưa? Đứa thì bảo AP TBH AP 1, đứa thì bảo AP 2 thì bảo làm sao mà chạy được. Đấy là lý do vì sao tôi bắt các bạn là phải vào bằng dây mạng, bằng mạng dây. Được chưa? Đấy là mô hình client server, mô hình nhỏ chúng ta có thể xử lý được. Được chưa nhỉ? Sau này các bạn hoàn toàn có thể test kể cả bằng mobile bằng cách là chúng cả di động, cả máy tính truy cập vào cùng một cái mạng wifi. Tôi mất biết là cái wifi đấy nó có kết nối internet hay không. Và máy tính của chúng ta làm server, điện thoại có thể là get dữ liệu từ cái máy tính của các bạn lấy đâu luôn. Được chưa? Đấy là chuyện bình thường. Được chưa? Đây là mô hình internet. Và cái máy tính của anh Văn chính là server, còn tất cả máy của các bạn khác đấy là client. Được chưa? Còn cái đô la get name này, đây là một cú pháp code của BP. Nó giúp chúng ta lấy được cái tham số từ trên URL các bạn truyền vào cái này. Mỗi khi các bạn viết cái này ra các bạn enter xuống này, thì cái này người ta gọi là một cái lần request, một lần yêu cầu đến máy của Văn anh Văn để làm cái việc gì đấy. Khi mà yêu cầu, ví dụ tôi nói cho anh Văn là đi ra ngoài, thì tôi đang yêu cầu anh Văn và yêu cầu là đi ra ngoài, đúng không? Thì các bạn cũng tương tự như vậy, là yêu cầu lên server của anh Văn truyền lên một cái thông điệp là tên tao là cái gì đấy. Được chưa? Và anh Văn có thể lấy được cái yêu cầu của bạn. Tôi hỏi ông mà ông đi ra ngoài, ông có hiểu tôi bảo đi ra ngoài không? Hiểu không? Đấy, đều nói được tiếng người mà, cho nên là chúng nó sẽ hiểu nhau. Được chưa? Thì đây là cái mô hình client server. Tôi lấy ví dụ trước, bây giờ tôi giải thích tiếp theo sau.
Bây giờ anh đang thử tắt cái Apache. Tắt đi. Tắt chưa? Rồi. Các bạn đang refresh xem có chạy không? Chạy hết được. Được chưa? Có chạy không? Không chạy đúng không? Các bạn thì Apache này là cái gì? Khi mà các bạn sử dụng Apache này, nó chính là giúp chúng ta tạo ra một con server. Được chưa? Và nó public code của chúng ta, code xử lý của chúng ta ra ngoài Internet. Ở đây có Internet chúng ta mạng LAN, đúng không? Được chưa? Cái con Apache này, nó có thể đọc được code HTML, CSS này, đọc được code PHP này. Được chưa? Đấy là cái sức mạnh của nó. Còn con Apache này, nó chính xác ra ấy, nó giúp chúng ta dịch code PHP sang ngôn ngữ máy assembly để máy tính nó có thể hiểu được là các bạn code cái gì để nó trả về dữ liệu để nó xử lý theo yêu cầu của bạn. Được chưa? Và code PHP ở Apache hay ở Nginx hay là ở Vertigo cái gì đấy thì nó đều thực hiện cái việc là chạy đến đâu dịch đến đấy. Chạy đến dòng code echo của bạn anh, anh Văn thì nó dịch cái đoạn echo ra, chạy xuống dòng tiếp theo nó lại dịch tiếp. Được chưa? Cái khái niệm này người ta gọi là khái niệm là thông dịch. Khái niệm này gọi là khái niệm thông dịch. Được chưa? Các bạn không phải ở code PHP đấy anh Văn, code nó có phải build gì đâu. Ví dụ như ngày xưa chúng ta code C hay code Java hay code C# thì chúng ta khi code xong chúng ta phải build đúng không? Được chưa? Build xong mới debug đấy. Đúng nhá. Thì khi mà build nó đã sinh ra một cái file, ví dụ trong Java nó sinh ra file class.class. Và toàn bộ hệ thống nó đã sinh ra một cái file là .ra hoặc là web là .vuông. Được chưa? Thì đây là sau khi code xong thì biên dịch output ra những cái file này. Và những cái file này thì nó sẽ giúp cho cái GDLA của thằng Java nó đọc được những yêu cầu và nó chạy cho cái máy tính. Có hiểu? Thì cái kiểu build code là như này, nó gọi là ngôn ngữ biên dịch. Viết hết rồi, chuyển sang một cái ngôn ngữ rất gần với ngôn ngữ máy và để máy nó chạy. Thì khi mà so sánh hai cái kiểu như này, hai kiểu biên dịch và thông dịch này, biên dịch và thông dịch này, cho các bạn thằng nào nhanh hơn? Vì sao biên dịch nhanh hơn? Đúng. Code biên dịch bao giờ cũng chạy nhanh hơn. Nha. Code biên dịch bao giờ cũng chạy nhanh hơn bởi giống như chúng ta nói chuyện với một người ngoài ấy. Khi mà chúng ta đã viết một nội dung cần phải nói với nó ra thành một tờ giấy, chúng ta chỉ việc đem đến đọc thôi. Còn nó đưa thẳng nó đọc thì nhanh hơn so với cái việc là chúng ta phải gọi cho một thằng biên dịch. Mình nói thằng biên dịch đấy nó hiểu xong rồi nó lại nói cho thằng kia. Bây giờ thằng kia lại nói, bắt đầu lại nói chúng ta. Nó qua bắt đầu thì nó khó khăn hơn rất là nhiều. Nó mất thời gian hơn, đúng không? Thế cho nên là ngôn ngữ thông dịch nó không bao giờ bằng ngôn ngữ biên dịch. Nhưng mà tất nhiên công nghệ thì chưa biết được thế nào. Công nghệ thì chưa biết được thế nào cho nên là nhiều khi ấy, nhanh không giải quyết được vấn đề. Nhanh quá, nhanh thậm chí là nó code của chúng ta ấy, nó nhanh hơn kể cả một gấp 5 lần. Thực tế ra là PHP ấy, nó chậm hơn Java tầm 5 lần. Nhưng mà 5 lần đấy chả ai nhìn thấy cả. Không ai đo lường được. Bởi vì người dùng thỏa mãn với một cái website sẽ được hiển thị ra trong vòng khoảng 6 giây thì họ vẫn hài lòng. Đúng không? PHP có chậm mấy chậm hiếm trang nào mà xử lý làm nhằm cái mức mà sau 6 giây thì cả. Đúng không? Như vậy Java nhiều khi nó nhanh hơn mà người dùng vẫn không cảm nhận được là nó nhanh hơn thật. Thế thôi. Còn chúng ta và dần dần ấy bởi vì công nghệ nó sẽ có đột phá, ví dụ như PHP 7, PHP version 7 đấy là nó đã có đột phá rồi, là nó PHP version 7 sẽ nhanh gấp đôi, performance cao gấp đôi so với PHP version 5 trở về trước. Thế nên là khoảng cách nó càng này nó càng kéo dần lại thì chúng ta cũng sẽ đáp ứng được những yêu cầu của thực tế thôi, được chưa nhỉ? Xong đấy là về tôi giải thích qua về cái môi trường phát triển của chúng ta. Nhá, môi trường phát triển thứ nhất là mô hình client server. Cái thứ hai là tạo một cái
cài cắm sam này, bật sam để chạy này. Tiếp theo là code, cái tạo ra một con server nho nhỏ ở trong mạng networking của mình, nhỏ thôi, chúng ta có thể truy cập được vào, chứng tỏ là web khi mà public ra ngoài thế giới, ra ngoài internet thì nó cũng thế mà. Được chưa? Tất nhiên các bạn mà ngồi đây mỗi thằng bật khoảng 3 cái trình duyệt liên tục bấm F5 thì máy thằng anh văn vớ vẩn là khởi động lại luôn. Tôi từng thử rồi, thử làm gì hại nhau. Được chưa? Tôi thì cũng vậy thôi. Thì tôi, cái con server của tôi đặt trong này. Tôi ngoài cái việc là có thể truy cập thẳng trực tiếp từ file ra thì tôi hoàn toàn có thể làm cái việc là localhost, tác dụng tương tự. Được chưa? Ngoài localhost ra chúng ta có thể truy cập được bằng cái 127.0.0.1, kết quả tương tự. Đây là chạy bằng IP. Cái IP mặc định là 127.0.0.1 ấy, thì nó tự động nó trỏ vào trong máy mình. Được chưa? Tiếp tục này. Được chưa nhỉ? Tất nhiên các bạn không vào được máy tôi. Tôi còn chả biết IP của máy tôi là bao nhiêu nên sao các bạn vào được. Được chưa? Tiếp tục nhá. Bây giờ tôi mới mò ra cái slide, chả biết tôi bắt đầu. Tôi là người làm ra cái bộ slide này mà, cho nên nhiều khi tôi dạy tôi không cần slide. Đây slide. Đừng bảo thằng của nợ nó có đi sửa cốt, sửa nội dung của mình nhé. Đó. Sao mình làm nó ngắn này nhỉ? Không thể tin được. Rồi chờ tí, chắc là ở slide 9. Ô, không chạy này. Đây không? Không biết là mình vứt ở đâu cái slide số 9 mình chiều nay vừa mới soạn xong. Rồi ok, tôi giảm đi. Rồi nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ học về cú pháp ở trong PHP này. Cơ bản này. Chúng ta, tôi sẽ tạo ra một cái thư mục mới tên là L14. Tôi bê nó vào đây, tôi code. Nhưng mà trước đấy, để chúng ta code PHP nó dễ dàng hơn và nhẹ nhàng hơn ấy, thì chúng ta có thể là tìm những cái plugin nó hỗ trợ chúng ta code PHP ở Sublimtext. Tất nhiên với PHP chúng ta code có thể code bằng rất nhiều thứ, từ Notepad cũng được, Notepad cộng cộng cũng được, Sublimtext cũng được, Atom, WebStorm, PHP Storm, Eclipse, rồi NetBeans. Thích code bằng gì code, yeah. Nhưng tôi thích code bằng Sublime cho nó nhẹ. Và tùy các bạn có thể code bằng PHP Storm nếu máy các bạn đủ khỏe. Cái đấy nó ngốn độ khoảng 400 mega, nó cũng không nặng lắm. Thì chúng ta hoàn toàn có thể search là PHP plugin của Sublimtext. Đó, chúng ta có thể search ra, nó ra rất là nhiều. Rất là nhiều, chúng ta có thể cài dần vào. Chúng ta thích cái nào chúng ta cài thôi. Đọc qua đi. Tiếng Việt cũng có. Tiếng Việt có chứ không chỉ riêng tiếng Anh. Đây chúng ta có cái on auto complete này. Đấy các bạn thấy không? Nó tự động, nó phin vào cho chúng ta. Nếu muốn cài. Còn cài cái Sublimtext thêm plugin vào tôi hướng dẫn rồi đúng không? Cho nên tôi không hướng dẫn lại cái phần đấy nữa. Chúng ta chủ động cài nhá. Thì nên cài những cái thứ này vào để cho nó code cho nó dễ hơn. Được chưa? Còn tôi cũng không bắt buộc các bạn phải cài, code chạy cũng được. Xong. Tiếp theo là tôi sẽ tạo một cái file mới ở trong này. File của tôi tên là index.php.
Rồi. Các bạn lưu ý cho tôi, trong file .php ấy, chúng ta hoàn toàn thể chứa được code HTML, CSS, JavaScript như một file HTML bình thường. Được chưa? Và chúng ta có thể viết được code PHP ở trên file này. Nhưng cái con Apache ấy, nó chỉ dịch code PHP khi code PHP đấy nằm ở trong cái cặp này. Được chưa? Chúng ta có echo 1 cộng 1. Nha. Echo 1 cộng 1 thì nó sẽ ra là khi truy cập thì chúng ta sẽ ra là khi truy cập thì cái file index thì chúng ta không phải viết nhé, viết nữa nhá. Bằng 2. Đúng chưa? Nhưng mà nếu viết bằng HTML thì 1 cộng 1 nó hiển thị luôn ra là bằng 1 cộng 1 chứ nó không ra kết quả, đúng không? Thì đấy là cái sức mạnh của PHP. Được chưa nhỉ? Đây là câu lệnh PHP đầu tiên của các bạn. Tạo ra file PHP và hiển thị ra ngoài. Xong chưa? Cái này dễ thôi đúng không? Không có gì cả. Tiếp tục này. Tiếp tục nhá. Được chưa? Xong rồi. PHP này các bạn lưu ý cho tôi đã nói rồi. Ở trong file PHP nó chứa được cả PHP, code PHP, chứa được cả code HTML, chứa được cả code CSS đúng không? Đúng không? Cho nên á, chúng ta hoàn toàn có thể là viết cái đoạn code PHP này. Tôi viết file HTML nhá. Xong rồi sau đấy tôi viết là tên. Đây là thẻ H2 này. Tên tôi là 2 chấm. Chưa? PHP echo. Echo ra đây là một cái string. Hoặc là các bạn có thể lấy là đô la gạch dưới get. Cái name. Như này. Các bạn cứ xem đấy nhá. Từ từ các code. Rồi tôi sẽ để nó thời gian các bạn code sau. Được chưa? Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể là. Tên tôi là không có gì này. Bây giờ tôi thêm cái. Hỏi chấm name bằng thiện th. Tên tôi là thiện th. Hỏi chấm tên tôi là Dũng Lê. Được chưa? Và ở đây các bạn khi mà inspect ra, các bạn sẽ chỉ nhìn thấy code HTML mà thôi. Được chưa? Được chưa? Đó. Cho nên là code PHP của chúng ta đặt lẫn lộn với code HTML một cách bình thường. Được chưa? Cứ cái đoạn nào có cái PHP, mở PHP và đóng cái PHP này thì con Apache nó mới dịch code đấy ra và nó thực thi. Được chưa? Còn nếu không thì nó cứ hiển thị text bình thường. Các bạn viết như nào nó hiển thị như vậy. Được nhỉ? Đây là code PHP nằm trong code HTML nhá. Bây giờ tôi viết đoạn code HTML nằm trong đoạn PHP lẫn lộn này. Được chưa? Tôi có, các bạn biết khái niệm vòng lặp rồi đúng không? Vòng for ấy. Rồi, tôi cũng thích thì tôi tạo một vòng lặp. For này. Y bằng 100 này. Y cộng cộng này. Đóng code PHP này. Mở code PHP này. Được chưa? PHP tôi cần là một cái vòng lặp thì tôi mở vòng lặp ra. Tất nhiên cái đóng vòng lặp cũng phải thuộc về PHP đúng không? Tôi viết đây. Đây là tôi viết thẻ H2. Đây là vòng lặp thứ PHP echo ra cái biến y. Được chưa? Nó vẽ ra đủ 100 cái thẻ H2. Cho bao giờ hết cái vòng lặp này thì thôi. Thì đây là code HTML nằm trong code PHP. Nó đang biên dịch thì cứ chạy 100 lần. Mỗi một lần sinh ra một thẻ H2 cho chúng ta. Được chưa? Phần này nó hơi khó hiểu và nó hơi khó áp dụng nhé. Mở ra bằng PHP nhưng mà đóng vào cũng phải bằng PHP. Được chưa? Cái này này, đây là các bạn nhìn nó rất là khó đọc đúng không? Khó đọc đúng không? Sau này nếu mà một trang của chúng ta nó rơi vào tầm độ khoảng
nghìn dòng thì Dex biết chỗ nào là code PHP, Dex biết chỗ nào là HTML, cực kỳ khó nhận ra, đúng không? Và đấy là lý do vì sao những cái năm trước, cách đây khoảng 5 năm, người ta gọi code PHP là code bẩn. Thì đúng là không nhìn thấy cái gì thì gọi chả gọi là bẩn, đúng không? Đấy là lý do người ta vì sao gọi PHP là code bẩn. Nhưng mà PHP nó có cái điểm mạnh riêng của nó, đó là các bạn code ngay trên cái giao diện người ta sẽ hiển thị, cho nên là nó sẽ dễ dàng chỉnh sửa và cái thời gian phát triển của hệ thống sẽ nhanh hơn. Nó rất là phù hợp với những cái hệ thống vừa và nhỏ, cho nên là cái tốc độ phát triển của PHP nó cực kỳ cao. Có những cái thời điểm là những cái website làm bằng PHP nó chiếm đến hơn 70% tổng số website của cả thế giới đó. Và cho đến tận bây giờ thì tất nhiên nó còn những cái công nghệ khác nó phát triển lên nữa, thì bây giờ là cái thị phần của PHP nó giảm bớt đi rồi. Nhưng mà đúng là tôi thật với các bạn là website của PHP nó quá nhiều, nó nhiều cách kinh khủng luôn ấy, cho nên là cái nhu cầu tuyển dụng và làm việc với PHP nó vẫn còn rất là nhiều. Đặc biệt là bây giờ PHP nó cũng phát triển công nghệ, cho nên là nó có thể là hỗ trợ cả những dự án lớn. Facebook ban đầu cũng code bằng PHP, nhưng mà bây giờ sau một thời gian phát triển thì nó có đủ lực thì nó tự sáng tạo ra ngôn ngữ mới của Facebook là ngôn ngữ Hack, thì nó chuyển toàn bộ source code sang ngôn ngữ Hack thì performance nó cao hơn, được chưa? Chứ còn nguyên bản ban đầu nó cũng code bằng PHP. Hay thậm chí những cái tập đoàn lớn ở trên thế giới này cũng có những cái tập đoàn là hệ thống của họ code bằng PHP. Ví dụ như CETA vừa rồi có một cái dự án là làm maintain hệ thống cho cái bọn bán kính đeo mắt của Trung Quốc. Nó là tập đoàn lớn thứ tư thế giới về trong cái mảng bán kính ấy. Nhưng mà nó vẫn code hệ thống bằng PHP, vẫn nhắc. Được nhá. Cho nên là chúng ta yên tâm, cứ học, không lo thất nghiệp, phải có cho mình trong một cái công cụ nào đấy thì chúng ta mới đi làm được. Sau này khi mà chúng ta đã ổn, có thu nhập ổn, chúng ta học thêm những ngôn ngữ khác, không sao. Được chưa? Rồi, các bạn, tôi để cho thời gian các bạn code. Đó, cần gì cần hỏi thì hỏi luôn. Chúng ta nghỉ khoảng 10 phút nhé. Sau đó chúng ta quay lại học phần tiếp theo, những câu lệnh tiếp theo của PHP. Đây, thêm ở đây là 2.100 nữa, nó chạy 2.100. Giờ, sẽ phút đến đây nào. Không có biết cái đấy gì vào đây đâu.
cô một đẹp trai đi. Biết mày luôn là sao? Do cái xong cái hệ thống sao?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ vào những cái phần đầu tiên của PHP. Chúng ta tạm thời xóa trắng cái nội dung file này đi. Được chưa? Xóa trắng nó đi. Buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn là debug PHP giống như debug ở trong JavaScript ấy. Tôi hướng dẫn các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ học khái niệm đầu tiên của PHP, đó là về biến. Biến trong PHP thì tất nhiên code PHP phải nằm ở đây. Trong file PHP các bạn không nhất thiết là phải có thẻ đóng đâu nhá. Nếu mà toàn bộ file này là code PHP các bạn không nhất thiết phải có thẻ đóng. Còn trừ khi là có lẫn HTML trong đây thì chúng ta phải đóng mở tử tế. Được chưa? Thì tốt nhất chúng ta gõ PHP tab ra một cái thì nó sẽ tự động có thẻ đóng cho chúng ta. Do ăn ở. Rồi. Không, chắc là chúng ta chưa cài một cái plugin nào đấy. Kệ thôi, ra về cài thêm không việc gì cả. Được chưa? Tiếp tục này. Khái niệm đầu tiên là biến. Ở trong PHP, biến là gì tôi không giải thích nữa nhá. Biến là một đại lượng có đặt tên, có thể thay đổi giá trị trong thời gian. Được chưa? Nói chung là biến ở trong PHP nó cũng na ná, nó gần giống 100% so với biến ở JavaScript. Nó chỉ hơi khác một chút về cái scope thôi. Được chưa? Cái độ phủ của nó hơi khác một chút. Đóng cho tôi cái cửa vào cái. Nó khác thêm một cái nữa là biến ở trong PHP ấy, nó khai báo bằng dấu đô la. Cú pháp là dấu đô la tên biến. Và cách đặt tên biến chúng ta cũng đặt theo là camel case hoặc snake case. Được chưa? Ví dụ tên biến của chúng ta là name, chúng ta có thể gán cho nó bằng một cái giá trị nào đấy. Cái này thì giống hệt như trong JavaScript rồi đúng không? JavaScript kiểu biến nó sẽ phụ thuộc vào cái giá trị nó được gán. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có thể đoàn 1. Được chưa? Đô la age bằng 2 bằng 25 chẳng hạn, ví dụ thế. Được chưa nhỉ? Và chúng ta có thể hiển thị được dữ liệu ra bằng một cái hàm. Gọi hàm này gọi là hàm built-in, hàm có sẵn của PHP nó cung cấp cho chúng ta. Đó là hàm echo. Đọc là echo chứ không phải là e chó đâu nhá. Chữ h này là âm câm. Được chưa? Đọc là echo. Được chưa? Cộng với tên biến. Ví dụ như vậy. Ví dụ ở đây chúng ta viết nó là string. String thì chúng ta đặt nó trong một cái cặp dấu ngoặc kép hoặc là ngoặc đơn, nháy đơn như này. Hiện th chẳng hạn. Xếp xuống. Ra ngoài là refresh. Điểm ra text. Được chưa? Khi hiển thị tất cả đều chuyển sang text, bất kể thể loại gì chuyển sang text. Và echo nó cũng chỉ hiển thị được dữ liệu dạng text thôi. Không hiển thị dữ liệu kiểu khác. Được chưa? Được chưa? Hiển thị ra ngoài được chưa? Xong chưa? Đó, đấy là những cái câu lệnh PHP đầu tiên của chúng ta là về biến. Nha. Tiếp tục này. Nói về kiểu biến. Thì trong JavaScript, trong PHP của chúng ta nó có độ khoảng, tôi nhớ không nhầm là 9 kiểu biến. Try này. Nó có khoảng 9 kiểu biến gì đấy. Hình như tôi chuẩn bị cái này ở slide số 10. Đây. Kiểu dữ liệu, đầu tiên là chúng ta có kiểu số này. Kiểu số, kiểu number. Thì kiểu dữ liệu dạng số thì đây, text đây, tí nữa tôi gửi lại các bạn cái slide này nhá. Cho không đọc, tôi không phải là slide tiên sinh, tôi không đọc nữa. Nay tôi gửi nhầm slide thôi. Thì chúng ta tí nữa về chúng ta sẽ đọc lại cho tôi kiểu số này. Số thì chúng ta có thể là có những kiểu số dạng thập phân này, số âm này, số bát phân, số thập lục phân, nhị phân. Hoặc là số, chúng ta có thể là số nguyên. Đây là số nguyên. Bên này là số thực. Được chưa? Số thực nó khác với số nguyên ở chỗ là chúng ta hoàn toàn có thể là thêm phẩy vào đây 25.5. Chúng ta đổi cái này thành edge. Nó sẽ ra luôn là khi mà hiển thị nó sẽ ra là 25.5. Được chưa? Đây là giá trị. Đó,
Chúng ta có những kiểu dữ liệu là dạng số này, dạng chữ này, null này, object này, array này. Thấy chưa? Đấy là vài cái kiểu dữ liệu của chúng ta. Boolean nữa là true false, những cái này các bạn đã được học rồi, tôi không nhắc lại. Ở đây chúng ta sẽ chỉ nhắc đến về dạng số thì tí nữa tôi sẽ dạng số và dạng chữ tí nữa cộng làm đến toán tử. Và sau phần toán tử tôi sẽ nói chuyện đến những cái kiểu dữ liệu khác, ví dụ như array thì nó hơi đặc biệt so với thằng JavaScript chút. Chúng ta cũng phải có cách tương tác sau, được chưa? Thì ở đây chúng ta có biến này. Được chưa? Đã có biến rồi này. Bây giờ có hiển thị này. Bây giờ nếu tôi làm như thế này thì các bạn nghĩ nó ra cái gì? Nó ra cái gì? Hiện cái H25.5. Thật không? Xếp rồi nhá. Đấy. À, đúng nhỉ. Đấy. Thế cái sự thiện TH đi đâu? Đúng không? Nó sẽ ra khi mà chúng ta đổi dấu cộng này thành dấu chấm. Thấy không? Đây là một trong những toán tử của chúng ta. Toán tử đầu tiên là toán tử gán thì rõ ràng rồi, ở đâu cũng như nhau thôi, ngôn ngữ nào cũng như nhau thôi, đúng không? Tiếp theo là chúng ta đến toán tử, các toán tử tiếp theo. Tôi sẽ comment vào đây nhá. Chúng ta có toán tử cộng. Toán tử cộng chính là phép cộng. Khi mà thực hiện phép cộng, tất cả dữ liệu chuyển ép, nó sẽ ép kiểu về dạng số. Thế nên nó ép kiểu về dạng số. Ở đây là text đúng không? Text khi lúc nãy chúng ta cộng vào thì nó sẽ ép cái text này về số. Cái này không ép được, nó trả về số 0. 0 cộng 25.5 bằng bao nhiêu? Bằng 25.5. Cho nên đấy kết quả hiển thị ra ngoài. Đi chứ nhỉ? Đấy là toán tử phép cộng. Tất nhiên đã có cộng thì sẽ có trừ. Trừ. Đấy chưa? Cái trừ thì nó cũng ép về số. Sau đó là nó tiến hành là thực hiện phép trừ. Tiếp theo chúng ta có phép tử là cộng chuỗi. Toán tử là cộng chuỗi. Phép tử toán tử cộng chuỗi nó chính là dấu chấm. Thì với cái phép tử toán tử cộng chuỗi này này, tất cả đều đưa về string. Đưa hết về string. Sau đó thì là hiển thị ra ngoài. Đấy là phép cộng chuỗi. Tất nhiên với kiểu dữ liệu dạng chuỗi thì tí nữa sẽ có những vài cái nốt cho chúng ta. Được chưa? Cứ học hết toán tử đã. Được chưa? Nhân chia, chia lấy dư như JavaScript. Thì tôi nốt vào đây nhá. Phép chia. Chia thì nó là dấu sược như này. Chia lấy dư thì nó vẫn cứ là phần trăm. Được chưa? Đấy là một vài phép toán tử. Về toán tử so sánh, nó không khác gì với toán tử so sánh ở trong JavaScript. Chúng ta cũng có so sánh bằng, so sánh tuyệt đối, khác, khác tuyệt đối, đúng không? Và lớn hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn bằng, lớn hơn bằng, và hoặc. Được chưa? Phép phủ định giống hệt, không khác tí nào về phép toán tử so sánh. Thì cái phần này tôi nói rồi nhá, không cần comment nữa đúng không? Có cần comment không? Chỉ thấy gật gật, bọn này là quên hết rồi. Toán tử so sánh này. So sánh bằng, nó là dấu bằng. So sánh bằng tuyệt đối thì nó là ba dấu bằng. So sánh khác thì chúng ta có cái chấm than. Khác tuyệt đối thì nó là dấu chấm than cộng với hai dấu bằng. So sánh lớn hơn thì nó là phép này. Lớn hơn bằng thì nó là phép này. Nhỏ hơn bằng. Chúng ta có thêm phép vực và chúng ta có là đô la à, và hoặc thì nó là hai dấu sược đứng. Chúng ta có phép phủ định thì nó là dấu gì, dấu chấm than.
Được chưa? Phần này tôi không hướng dẫn nữa. Tiếp theo nói sâu hơn một chút về cái kiểu dữ liệu dạng chữ. Nó có một vài cái lưu ý thôi. Về cơ bản thì nó giống như dữ liệu string dạng chữ, dạng chuỗi của JavaScript. Nhưng ở đây nó có khác một chút. Ví dụ như sau. Echo H thì nó ra số 25.5. Ví dụ tôi viết như này là tuổi của tôi 2.h thì nó sẽ ra là tuổi của tôi là 25.5. Được chưa? Nó hơi khác so với JavaScript. JavaScript để cộng một phần tử vào đây thì chúng ta phải có một dấu cộng ở phía ngoài này, xong rồi cộng với cái h kia, đúng không? Được chưa? Ở trong này khi mà cộng chuỗi thì chúng ta cộng như thế này nhá, đừng có mà viết dấu cộng vào đấy. Được chưa? Cộng chuỗi. Và chúng ta hoàn toàn nếu mà sử dụng cái dạng chuỗi, đây là ký tự dạng chuỗi, được chưa? Chuỗi thì chúng ta có thể là viết biến vào đây được. Viết biến vào đây được và nó hiển thị ra là giá trị của biến. Được chưa? Nhưng mà nếu mà tôi thay cái này bằng một dấu phẩy thì đây là kiểu dữ liệu là dạng ký tự. Được chưa? Đây là kiểu dữ liệu dạng ký tự thì nó đưa tất cả về ký tự và nó hiển thị ra là, được chưa, không có giá trị đâu. Cho nên là chúng ta hãy lưu ý khi sử dụng hai cái toán tự, hai cái cách định nghĩa này của cái string, được chưa, lưu ý nhá. Về cơ bản thì string thì nó là bao gồm hai kiểu dữ liệu là chuỗi và ký tự. Một cái là string, một cái là char character, được chưa? Cho nên cách sử dụng nó chúng ta phải lưu ý dùng như nào mới đúng. Tất nhiên khi mà ở đây thì chúng ta muốn hiển thị sao dạng, ở trong này chúng ta có một cái dấu phẩy chẳng hạn. Ví dụ ở đây tuổi của tôi, hoặc là đấy, tôi lấy ra cái này là giá trị của biến $h bằng thì chúng ta có thể là cộng với một cái biến là h như này. Nó ra bao nhiêu? Giá trị của biến h bằng 25.5. Đây là cộng thêm giá trị vào, chúng ta sẽ có nhét vào đây. Được chưa? Tất nhiên nếu mà để mở rộng thêm về chuỗi thì chúng ta còn có rất là nhiều. Ví dụ như là ở trong cái kiểu viết chuỗi dạng ký tự như này này, chúng ta hiển thị bất kỳ cái ký tự đặc biệt nào. Ví dụ như đô la cái gì đấy ở đây này, nó hiển thị ra hết. Được chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang dạng như thế này, chúng ta coi nó là 25.5. Được chưa? Và để hiển thị được một ký tự đặc biệt, ví dụ tôi viết đô la thì chúng ta nên viết kiểu như thế này. Được chưa? Được chưa? Viết kiểu nhận biết một ký tự ở trong ký tự đặc biệt ấy, ở trong dạng chuỗi chúng ta nên thêm dấu sược đằng trước nó. Ví dụ các bạn nếu mà để như này có được không? Như này có được không? Tôi muốn hiển thị ra cái biến h này. Cái biến h này của tôi là mang giá trị bằng 25.5. Viết như này được không? Tức là hiển thị ra cái dấu 2 phẩy ở phía ngoài ấy. Chết chắc. Đúng không? Vậy chúng ta phải làm nào? Thêm dấu sược vào đây. Được chưa? Như nhỉ? Tất nhiên ở đây chúng ta hoàn toàn có thể là viết dấu sược vào đây để hiển thị ra cái h bằng 25.5. Được chưa? Đấy là cái cách tương tác với những cái string. Ngược lại với thằng này thì ở cái dấu đóng một sược, cái kiểu một là chúng ta cũng sử dụng cái dấu sược cho cái ký tự. Ví dụ như ở đây như này nhá, thì chúng ta có một cái string như này, nó sược như này, chúng ta phải là sược phẩy. Tất nhiên là ở trong nó đã là ký tự đặc biệt rồi, cho nên chúng ta không cần phải sược đằng trước nữa. Như này, biến h là 25.5. Đấy nhá, đây là ghi chú thì chúng ta phải lưu ý nó. Có mỗi vậy thôi. Và cái trò này này rất hay bị đi hỏi phỏng vấn, rất buồn cười, rất nhiều bạn tại thế nó mới hay. Đấy nhá, lưu ý nhá, phép cộng cộng A cộng cộng, cộng cộng A, A trừ trừ, trừ trừ A.
giống hệt trong JavaScript, giống hệt luôn, đúng không nhỉ? Ngoài ra cái toán tử chúng tôi nốt thêm là toán tử là cộng sau phép toán tử thực hiện cộng một đơn vị sau khi thực thi thì nó là phép tử, ví dụ như toán tử như a cộng cộng, được chưa? Toán tử trước khi thực thi thì là cộng cộng a, được chưa? Ngược với nó là chúng ta có toán tử là trừ trước khi thực thi, trừ một đơn vị thì là a trừ trừ, trừ một đơn vị thì là trừ trừ a, được chưa nhỉ? Chúng ta có những cái phép là cộng dồn, chia dồn, trừ dồn, đó là chấm bảng. Ví dụ cộng dồn chuỗi, cộng dồn nhá, cộng dồn chúng ta có thể là ví dụ a cộng bằng một như thế này, được chưa? Cộng bằng, cộng dồn lên, trừ dồn thì là trừ bằng, nhân dồn, nhân dồn thì là a sao bằng, được chưa? Chia dồn thì là xược như này. Chúng ta có phép cộng chuỗi, cộng chuỗi dồn thì chúng ta có chấm bảng, được chưa? Một vài cái phép toán các bạn cần phải lưu ý khi mà code với PHP, được chưa nhỉ? Có ai thắc mắc gì không? Về phần comment giống hệt trong JavaScript, comment thì chúng ta comment một dòng bằng dấu hai dấu sược như này, comment một đoạn thì chúng ta có dấu sược sao, và kết thúc đoạn comment thì có dấu sao sược. Được chưa? Còn ai thắc mắc gì nữa không? Tiếp tục này. Chúng ta đến với cái kiểu dữ liệu tiếp theo là kiểu dữ liệu dạng mảng. Cái thằng này thì nó hơi đặc biệt. Để tôi xem trong slide có dữ liệu dạng mảng ở đây không. Không có dữ liệu dạng mảng ở đây rồi. Rồi, chúng ta đến với dữ liệu dạng mảng nhé. Mảng ở trong PHP chúng ta có đô la. Ví dụ biến A này của tôi là dạng mảng này. Tôi comment dòng trên này vào. A của chúng ta có dữ liệu dạng mảng. Chúng ta có thể khai báo là A bằng array này. Thì ở đây là khai báo A là một cái dữ liệu dạng mảng. Đây là một cách. Cách thứ hai, chúng ta có A bằng cái trò này. Đây cũng là dạng mảng. Nhưng mà cách thứ hai này chỉ sử dụng cho phiên bản PHP 5.5 trở về sau. 5.5 trở về trước, 5.4, 5.3 thì không dùng được. Được chưa? Lưu ý. Mảng ở trong PHP chúng ta viết, mảng ở trong JavaScript chúng ta viết kiểu gì? Ví dụ trong mảng này chứa các phần tử 1, 2, 3, 4. Viết kiểu gì? Đô la A bằng mảng 1.2.3.4 đúng không? Như này đúng không? Được chưa? Đúng nhỉ? Để hiển thị giá trị dạng mảng, toàn bộ mảng này, chúng ta có VADOM. Đây là một hàm built-in nữa, hàm có sẵn nữa. VADOM thì nó sẽ hiển thị toàn bộ dữ liệu và kiểu dữ liệu của cái tham số truyền vào. Được chưa? Chúng ta sẽ như này. Nhập. Kiểu dữ liệu là array có kích cỡ là 5 phần tử, là bằng phần tử thứ nhất bằng 1, phần tử thứ hai, thứ 1 bằng 2, 3, 4, 5. Được chưa nhỉ? Echo không bao giờ ra. Echo không ra được. Chỉ biết đây là một mảng thôi. Được chưa? Khi mà tương tác với dữ liệu dạng mảng hoặc là dạng object thì chúng ta phải dùng đến thằng VADOM. Và cái tuyệt chiêu của tôi khi mà code PHP luôn luôn là cặp VADOM die. VADOM die. Và ví dụ die tôi sẽ có echo đây là 1 2 3 này. Đã die rồi, các bạn lưu ý đã die rồi thì nó không chạy cái đoạn sau nữa. Tất cả code phía sau dừng lại, không chạy nữa. Trong code PHP chúng ta cực kỳ khó debug. Nó rất khó debug bởi nó không phải ngôn ngữ biên dịch. Cho nên không đặt dấu chấm ở đây một cái là đặt breakpoint ở đây cái nó dừng lại đâu. Nó không giống như JavaScript, được chưa?
cho nên chúng ta không thể nào dừng lại nếu không có đai. Là trừ khi chúng ta sử dụng PHPX debug thì mới debug được, chứ còn nếu không ấy, nó cứ có code là nó chạy từ đầu đến cuối, nó không dừng lại đâu. Cho nên ở basic làm để làm cho nó dễ thì chúng ta chơi trò là va đăm đai, được chưa? Để dừng phần, để dừng cái việc dịch code ở một thời điểm nào đấy lại để xem giá trị của nó là bao nhiêu. Đây là một cách debug kiểu thủ công, kiểu amateur nhất thì dùng kiểu này, được chưa? Đó là kiểu dữ liệu dạng mã cơ bản. Tiếp tục này, ngoài kiểu này ra, ở trong PHP nó có kiểu dữ liệu dạng mã theo kiểu là key value. Key value nhá, ví dụ tôi hoàn toàn có thể viết mã của tôi có, ví dụ tên của tôi là bằng giá trị, bằng giá trị là thiện th, tuổi của tôi age bằng giá trị là 25, được chưa? Quê quán là hometown bằng giá trị là Nam Định. Đó, bằng giá trị là Nam Định. Bây giờ tôi vẫn va đăm cái A ra, đúng không? Chúng ta coi xem nó là cái gì, được chưa? Name này bằng thiện th, age bằng 25, hometown bằng Nam Định, được chưa? Trong mảng thì nó chứa được bất kể loại dữ liệu nào, giống như trong JavaScript. JavaScript mảng cũng chứa được bất kể thể loại nào, đúng không? Nhưng trong JavaScript không thể nào làm được cái trò này. Không có cái trò này nhá. Không có trò là name value như này, mà nó chỉ có từ 0 cho đến bao nhiêu đấy, đúng không? Thì ở đây này, chúng ta lấy một phần tử ra. Ví dụ tôi lấy ra thêm ở đây là 100, 200, được chưa? Chúng ta xem trước khi lấy ra chúng ta phải xem đã, index của nó là mấy. 0 và 1 nó sẽ bỏ qua những cái index có name, có key, để nó bỏ qua luôn, được chưa? Nhớ nhá, nó bỏ qua những cái phần tử, những cái element nào trong mạng có key, bỏ qua luôn. Bắt đầu index từ những cái element không có key. Nhớ nhá, bắt đầu index ở những cái element không có key. Cho nên chúng ta phải lưu ý khi sử dụng. Bây giờ tôi sẽ lấy từng phần tử ra này. Ở đây chúng ta xem là name của nó bằng thiện, name bằng thiện th, đúng không? Vậy tôi muốn chỉ lấy ra cái này thôi thì tôi làm như thế nào? Chỉ lấy ra mỗi cái thiện th này thôi thì tôi hoàn toàn có thể là a đóng mở ngoặc name thay cho cái index ở trong JavaScript. Ví dụ để lấy phần tử 100 này cho chúng ta có là 0, đúng không? Array 0. Thì ở đây chúng ta lấy ra bằng cái key của nó, chúng ta sẽ có là bằng string thiện th, được chưa? Nhớ nhá, lấy ra bằng cách này. Đã có key thì phải lấy giá trị của nó ra bằng key, chứ không thể nào lấy giá trị ra được bằng index đâu, được chưa? Cái này nó khác so với code JavaScript cho nên chúng ta phải lưu ý. Đó, chúng ta phải lưu ý khi sử dụng array ở trong PHP. Cái kiểu dữ liệu kiểu như thế này, kiểu dữ liệu như này nó ảnh hưởng đến một phần, một cái mà chúng ta rất là hay dùng từ lúc học, bắt đầu học JavaScript đến bây giờ. Đó là cái vòng lặp. Nó sẽ ảnh hưởng đến thằng vòng lặp. Vòng lặp của chúng ta dùng bình thường là vòng lặp for tiến hoặc for lùi, đúng không? Hay dùng cái trò đấy để lấy từng phần tử ở trong mảng ra, đúng không? Với cái kiểu mảng như này này, với PHP kiểu mảng này không chơi được cái vòng lặp đấy, không dùng được. Ví dụ nhá, tôi thử cho các bạn xem. Vòng for này, y nhỏ hơn cao của a, đô la a. Đây tôi echo ra đô la cao ở vị trí thứ y như này, đúng không? Đúng nhá. Cộng với một cái thẻ br. Ra cái gì các bạn biết không? Output ra là gì? Chẳng output ra cái gì. Lỗi đấy. À đâu, tôi đang va đam ở trên, xin lỗi. Lỗi luôn. Như các bạn sẽ hiển thị lỗi. Còn ở máy tôi chưa bật cái error báo lỗi lên nên nó không ra. Biết vì sao lỗi không?
Bây giờ nha, tôi giải thích lỗi này. Y bằng 0, y chạy, y sẽ nhỏ hơn cái số phần tử có trong A đúng không? Đúng không? Rồi xong. Y cộng cộng, y bằng 0 có nhỏ hơn 5 không? Có đúng không? Chạy vào thì đây tôi echo ra là cao ở vị trí số 0 thì bằng mấy? 100. Xong, có. Vòng thứ hai y bằng 1, chạy ra phần tử cao y bằng bao nhiêu? 200. Chạy tiếp y bằng 3, à, y bằng 2. Được chưa? Bây giờ y bằng 2 cao ở vị trí số 2 có không? Không có. Thế nó sẽ bị undefined. Tèo luôn. Đúng không? Chết chưa? Do đó với cái vòng for như này chúng ta không dùng được với cái mảng có key. Mảng có một phần tử là key có, kiểu dữ liệu là key value, chúng ta cũng không dùng được vòng for này. Được chưa? Mà chúng ta phải dùng vòng for khác, chút nữa tôi sẽ dạy. Được chưa? Tất nhiên, giống như JavaScript, mảng của chúng ta có thể chứa được mảng mảng, mảng trong mảng, đấy là chuyện bình thường, đấy là mảng hai chiều. Thì cái khái niệm tôi đã nhắc rồi, chúng ta không ôn tập lại nữa. Bây giờ chúng ta tiến đến phần tiếp theo nhá. Được chưa? Đây là mảng. Đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái trò này. Ví dụ như đô la A đóng ở ngoặc như này bằng 300. Tiến hành va đâm A và đa. Đây là ép thêm một phần tử vào cuối mảng bằng cái cú pháp là phép gán cho cái array rộng. Array không có cái gì ở trong này thì nó tự động nó set cái index thêm vào. Được chưa? Đấy là cái những cái gì mới về mảng ở trong PHP so với JavaScript. Yeah. So với JavaScript thì nó hơi khác một chút. Thực ra là khác nhiều chút chứ không phải một chút. Nên là chúng ta phải lưu ý khi sử dụng để tránh sau này khi đi phỏng vấn nó bị lừa. Dễ lừa cực. Các bạn kiểu nai tơ ngơ ngác ấy. Ai động vào gì cũng không biết. Nó lừa ném vào đấy mà là for y. Ờ cái này nó ra thiện TH 25 Nam Định 100-200. Thế là há mồm ngay. Đấy chưa? Lưu ý. Xong chưa? Code thì nãy giờ chưa có gì nên tôi không đẩy lên thôi. Chứ không phải tôi không muốn đẩy lên. Nãy giờ chúng ta chỉ nói về lý thuyết thôi. Vẫn chưa hết. Chúng ta còn phát nữa. Sau đấy đến thực hành. À, như sau. Như sau. Chúng ta có những cái biến. Lưu ý này, chúng ta có những cái biến built-in. Tức là có những cái biến có sẵn nhé. Lưu ý. Có những cái biến có sẵn của PHP cung cấp để thực hiện một chức năng nào đấy. Được chưa? Có sẵn nhé, chúng ta không bao giờ được định nghĩa ra những cái tên biến giống y xì kẹt như vậy. Được chưa? Thì hãy lưu ý cho tôi. Ở đây hình như tôi có sẵn. Đây, biến được định nghĩa sẵn. Gồm những cái biến này. Đầu tiên là biến $global. Biến này là để khai báo, để lấy giá trị, tương tác với một giá trị nào đấy. Có scope, có cái biến là global, là toàn bộ cái trang đấy, trong toàn bộ cái trang đấy, lấy vào trong hàm, dùng được. Cái này đến bao giờ sử dụng cái scope, bao giờ học đến function, tôi sẽ hướng dẫn chúng ta chi tiết hơn. Được chưa? Chỉ cần biết cho tôi là cái global này là tương tác với các biến toàn cục trong hệ thống. Tiếp theo là biến server. Cái biến server này là biến thực hiện lấy thông tin môi trường của server. Ví dụ như sau. Ví dụ nhá. Tôi có thể biết được cái request của chúng ta gửi lên là dạng get hay dạng post. Chúng ta còn nhớ cái form của chúng ta có cái method không? Yeah. Cái method đấy chúng ta có thể viết là get hoặc post đúng không? Với PHP và với cái biến server này chúng ta hoàn toàn phải phân biệt được request nào là get, request nào là post. Ví dụ request get thì hay là hiển thị giao diện. Còn request dạng post thì hay là tương tác với dữ liệu đúng không? Được chưa? Thì dựa vào cái get post đấy chúng ta có thể là phân chia ra công việc code của chúng ta phải làm là như thế này. Ví dụ như sau. Tôi tạm thời comment cái 35 này vào nhé. Chúng ta sẽ có như sau. Ví dụ if, ví dụ này if, cứ cái câu lệnh if này chúng ta tôi nói thêm sau nhé. If $ server server này
Ở trong này tham số là request gạch dưới method bằng post, thì hiển thị ra đây là dữ liệu echo hay là request dạng post. Thấy chưa? Else hoặc là if, nếu mà if đi, if cho nó rõ ràng, if đô la gạch dưới server có cái request method bằng get thì chúng ta sẽ hiển thị ra đây là một cái, tôi đóng code PHP này, mở code PHP, code HTML cho nhanh. Chúng ta có một cái form có action rỗng, có method là post, method là post, không có accept, accept gì cả. Chúng ta sẽ có một cái button sign submit, đây là submit mỗi này thôi. Chúng ta coi nhé, bắt đầu vào, sao nó die ở đâu vậy? Đây, chúng ta có chữ submit đúng không? Đây hiển thị form đúng không? Đây trong đây là một cái form này, nhưng mà form của tôi có mỗi cái button, button submit rồi. Và ở trong này chắc chắn nó sẽ có cái form rồi các bạn. Đây, có form đúng không? Action rỗng method bằng post. Được chưa? Khi mà chúng ta có một cái form có action không có gì, hoặc là không có thuộc, không có cái attribute là action, thì nó vẫn gửi request lên. Chúng ta có thể vào network để xem nhé. Được chưa? Nó vẫn gửi request lên, nhưng mà gửi đi đâu các bạn xem? Gửi lên đâu? 127.0.0.1 sược PHP 1706 sược L14. Nhưng mà nhìn đấy, request method là dạng post, không gửi dữ liệu gì lên. Đây là dữ liệu trả về là request dạng post, thì đây nó hiển thị ở đây. Được chưa? Vậy chúng ta F5 lại, chúng ta xem cái network. Đây là dữ liệu dạng gì? Get, đúng không? Nếu là dữ liệu dạng get thì nó sẽ hiển thị ra chúng ta cái form, để hiển ra cái form, đúng chưa? Vậy chúng submit cái form này lên thì là nó hiển thị ra dữ liệu dạng network của chúng ta là dữ liệu request method dạng post. Thì ở đây tôi sẽ bắt, tôi bắt ở đây là nếu cái request method từ giao diện gửi lên là dạng post thì tôi sẽ echo ra đây là request dạng post, được chưa? Và không chạy vào cái này, bởi vì nó cái request method nó bằng, đang bằng post mà, nó không bằng get, cho nên nó không chạy ra cái này, được chưa? Đấy, đây là một cái ứng dụng rất là cơ bản của những cái hàm, những cái thăm, những cái biến nó đã có sẵn ở trong PHP của chúng ta. Chúng ta không phải viết thêm, chúng ta chỉ dùng thôi. Được chưa? Và cái này là một cái thứ rất là hay dùng. Ở đây là một thứ rất là hay dùng, cho nên là tôi hướng dẫn chúng ta trước. Được chưa? Tiếp tục này. Sau phần này sẽ có trò chơi, sẽ có đồ chơi. $get. Đọc đi. Biến lấy giá trị tham số trên URL, hay còn gọi là request dạng get. Thử nhá. Anh Văn còn nhớ không cái đô la get đấy? Được nhá. Chúng ta có cái trò như sau. Đây chúng ta có input type bằng name, type bằng text. Có name bằng name, có name bằng username. Value nó sẽ bằng PHP echo đô la gạch dưới get username. Được chưa? Test nhá. Ban đầu chạy. Đấy chờ cái ở đây ban đầu chạy chẳng cái gì, bởi vì cái đô la get name nó không lấy cái gì từ đây mà. Trừ khi là username bằng thiện th. Được chưa? Đây tôi sửa thiện th thành t3h. Tôi submit cái form này lên. Ra gì không? Ra gì? Request dạng post. Được chưa? Bởi request chúng ta gửi lên là dạng gì? Post mà, đúng không? Bây giờ tôi sửa lại một cái thôi. Tôi sửa lại cái request này dạng get. Đây nhá. Cách T3H. Thay đổi chưa? Dữ liệu thay đổi chưa? Tôi gửi request lên rồi đấy. Hay là tôi có thể là echo ra ngoài này. Echo đô la gạch dưới get username cho các bạn nhìn cho nó rõ nhá. Thấy không?
lấy ra này. Someone. Được chưa? Đô la get thì lấy tham số ở trên URL ấy. URL của chúng ta có dạng là gì đây? Key, đây là key bằng value. Được chưa? Thì cái đô la get đấy nó có thể lấy được những cái dữ liệu từ trên URL của chúng ta xuống code PHP để xử lý. Tất nhiên tôi hoàn toàn có thể làm cái trò này. Đô la username bằng này. Sau đó thì tôi mới echo. Chẳng ai cấm. Vẫn như cũ. Nhá. Chẳng ai cấm. Gán nó cái biến là chúng ta làm gì là thích cộng trừ nhân chia gì thì cộng trừ nhân chia. Đã thấy đồ chơi chưa? Thấy đồ chơi chưa? Bài toán tam giác này. Đúng không? Bài toán giỏ hàng cũng có thể xử lý nhưng mà chúng ta chưa xử lý được. Nếu với PHP thuần như này chúng ta chưa học đến session, chưa học đến cookie không giải quyết được. Rồi bài toán tính chu vi diện tích gì gì đấy, rồi thì cập nhật thông tin của người dùng, đúng không? Hoàn toàn có thể tương tác được. Rồi thì tính phương trình bậc hai, còn đầy bài toán nói không? Được chưa? Rồi xong. Ngược lại với cái đô la get thì chúng ta có cái gì? Đô la post thì nó là lấy giá trị tham số từ request dạng post. Tôi sửa lại tí. Ở đây chúng ta có cái này chuyển thành post. Được chưa? Thì ở đây thay cho cái chỗ này. Thay cho cái chỗ này. Chúng ta hoàn toàn có thể là echo ra là đô la gạch dưới post. Post. Đây là username. Được chưa? Hoàn toàn thể làm cái trò này luôn. Oh shit, gì đây? Lỗi gì? Gì nhỉ? À đây là lỗi của tôi. Được chưa? Tôi gửi cái form này lên này. Bây giờ form dạng gì đó? Form method là post rồi đúng không? Gửi lên. Enter lại. Test post request. Được chưa? Xong chưa? Chúng ta có thể check ở network này. Đây là sao vẫn là test post request nhỉ? Post username. Này bị cách kiếp rồi. Đây. Chúng ta viết tốt test, chúng ta viết text là test post request. Cho nên là nó ra cái đấy. Ví dụ thiện TH 1234 này. Được chưa? Lấy được dữ liệu từ cái form dạng post lên thì chúng ta có thể chứng minh bằng cách như này, bấm vào đây. Chúng ta header request dạng post này, data ở dưới này này. Thấy không? Data ở dưới này là thiện TH 1234 này. Và nó trả ra đúng cái giá trị ấy luôn. Được chưa? Quan trọng nhất là thằng đô la dạng get, đô la dạng post, thằng này dùng được cực kỳ nhiều. Hãy nhớ thôi, được chưa? Hai thằng này dùng cực kỳ nhiều. Thằng thứ ba dùng nhiều nữa. Đó thằng này. File. Bây giờ tôi chỉ cho các bạn lấy file từ trên trình duyệt các bạn up lên như nào. Tất nhiên tôi chưa dạy cái phần là lưu file đâu. Mấy đứa học đến hàm chúng ta sẽ có. Bây giờ chưa. Chúng ta như này. Ở đây input name rồi nhá. Bây giờ có input type bằng file nữa này. Có name bằng avatar. Được chưa? Cái này thì không có placeholder với lại value đâu. Bỏ nó đi. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ là vadam. Tôi tiến hành echo lấy được post rồi nhá. Dẹp thằng post đi nhá. Tôi tiến hành vadam. Đô la gạch dưới file. File name là cái gì? Đây này. Name là chính là cái này này. Avatar. Đài đây. Coi nhá. Chẳng biết là tôi có cái ảnh nào không. Rồi đây nhá. Up file này. Hình như mình có thằng Doãn Chí Bình. Đây không? Thần tượng của tôi. Submit. Oh shit. Không lên. Các bạn thấy nó null không? Đáng lẽ là phải có dữ liệu của cái file ảnh đúng không? Nhưng mà hiện tại nó đang bị null này. Thế vì sao null?
tập trung, phần này cực kỳ quan trọng, sau này chúng ta chắc chắn phải làm việc với ảnh, cho nên là không chạy đâu. Vì sao nun? Bởi vì ở cái form của chúng ta ấy, chúng ta phải có thêm phần increase type bằng multipath sược form trừ data thì chúng ta mới gửi được ảnh đến server nhá, chứ là không, bình thường là không gửi đâu, form bình thường không gửi đâu. Test này, back lại, vẫn anh Doãn Chí Bình, submit, thấy chưa, nhận được data chưa? Tên ảnh là Doãn Chí Bình .jpg, kiểu là ảnh image, đuôi là jpeg, chỗ đặt tạm thời là private và template cái gì đấy để file sẽ được lưu ở chỗ này, được chưa? Sau đó có lỗi không, có lỗi khi up không, không, kích cỡ ảnh là bằng 36.080 bit, được chưa? Chúng ta có thể xem lại xem kích cỡ của ảnh này là bao nhiêu, chắc là đúng thôi, đây 36 kilobit, được chưa? 1024 bit thì bằng 1 kilobit mà, được chưa? Đấy, thì nó tính đúng đấy, còn gì nữa? Đây là lấy được file, còn save file thì dễ cực kỳ, save file dễ nhất của đất luôn, dùng một hàm là xong. Nhưng mà mấy nữa chúng ta sẽ học xong, được chưa? Lấy file rồi, thì đấy là ba cái chúng ta cần phải lưu ý cho tôi, ba cái thằng của nợ chúng ta cần phải lưu ý là get, post, file. File này thì đi với form là gì? Increase type multipath form data. Nhớ tôi mỗi cái increase type ở trong form là được, còn sau này không nhớ thì search nhá. Nhớ tôi cái đấy là xong, chứ không cần thiết là phải nhớ chi tiết. Tôi là tôi dạy nhiều quá rồi, tôi dạy hàng bao nhiêu năm nay rồi tôi mới nhớ, chứ không trước tôi không nhớ đâu, hồi mới đi làm tôi cũng chẳng nhớ làm gì cả nhá. Như bình thường ví dụ như có những cái ngày mà tôi dạy PHP nhiều quá, một ngày tôi phải dạy cái này đến 2-3 lần, cho nên là bắt buộc phải nhớ, được chưa? Đấy, lưu ý cho tôi ba cái thằng này. Tiếp theo là chúng ta có cái thằng request, được chưa? Cái request này thì hay lắm. Đây, Vadam, từ Vadam luôn, đai luôn ở đây là cái $request này. Đấy, copy lên để tôi vứt luôn, được chưa? Bây giờ chúng ta có cái nhìn nhá, nhận được đúng không, nhận được dữ liệu đúng không? Đây là request dạng get này, nhận được, nó trả về dạng array này. Ở trong này là có cái biến username bằng cái gì đấy mà chúng ta hoàn toàn có thể lấy được ra bằng cái đô la ở đóng ở ngoặc này, username đúng không, đúng nhá. Rồi nhá, sau một cái là đi các dạng get nhá. Tôi comment tạm vào này. Bây giờ tôi viết take này. Test $ gạch dưới request. Thấy ảnh luôn. Lại Doãn Chí Bình idol. Nhá, test $ request này. Đây là ở nó chạy đoạn code này. Chạy đoạn code này. Thấy không? Thế vậy cái thằng này là cái gì? Get cũng lấy được, post cũng lấy được. Nó là cái gì? Nó đơn giản là của cả hai thằng kia đều là nó dùng được. Dữ liệu dạng get nó cũng lấy được, dữ liệu dạng post nó cũng lấy được, nó không phân biệt. Đơn giản vậy thôi. Xong chưa? Đấy. Đấy là cái thằng đô la request này. Tất nhiên nó không lấy được dạng file thôi. File nó không lấy được. Còn tất cả các tham số khác, bất kể là dạng post hay dạng get, lấy hết. Xong chưa? Tiếp tục nhá. Còn vài cái nữa thôi, chúng ta sẽ có đồ chơi. Session thì bỏ qua. Session mấy nữa học đến session tôi sẽ hướng dẫn. Cookie cũng bỏ qua. NLV cũng bỏ qua. Chúng ta bỏ qua mấy phần này. Mấy nữa học đến tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Hiện tại, lưu ý tôi nhất là những cái biến mà có sẵn này. Đây gọi là biến định nghĩa sẵn này. Chúng ta có thằng là get, post, request, file và server. Bốn thằng này là bốn thằng phải nhớ. Năm thằng này cần phải nhớ. Đây tôi sẽ gửi cho các bạn cái link này. Các bạn làm cách nào thì làm là phải nhớ được cho tôi. Không nhớ được thì dẹp đi.
không có học hành gì nữa. Cái gì ạ? Rồi. Được chưa? Bây giờ làm một phần, bây giờ các bạn làm và tôi làm lại cho tôi cái bài tính phương trình bậc hai bằng VT sử dụng đô la ở dưới POS. Tôi chỉ gợi ý đến thế thôi, tính phương trình bậc hai nhưng mà sử dụng request dạng POS. Tất nhiên khi mà ghép vào chúng ta ra cái form post lên output ra kết quả. Bài này đừng phải bắt tôi phải chữa đấy nhá, tôi code nhiều lắm rồi, chán lắm rồi, đừng bắt tôi phải chữa nữa. Hôm nay học tương đối nhiều đấy. Cái gì mà voi, voi ẩn danh. Lilama đây là con lạc đà trên núi ẩn danh, khủng long ẩn danh, vũ chó ẩn danh. Đủ có thể loại ẩn danh ở đây. Về nhà các bạn nên luyện tập lại những cái bài mà các bạn đã từng làm ở trong JavaScript ấy, B sang PHP là. Thật đấy. BNPT là